Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 4 mùa vọng 5A Thánh Vịnh 23. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 23, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân Chú Ngự Qua và một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Hãy để Thiên Chúa ngự qua, Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua hiện vinh. Ngài thống trị mặt đất cùng muôn vật và muôn loài. Ngài tác thành phàm nhân trên cõi trần gian, do tay Ngài tạo hóa giữa lòng biển khơi và trên khắp muôn sông ngòi. Hãy để Thiên Chúa ngự qua, Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua hiện vinh. Vậy ai được trèo lên đỉnh núi Ngài đến thánh Ngài, là những người cậy tin luôn sống thẳng ngay, không vương lùi tội lỗi, xác hồn thành thơi, chẳng mong ước chi trên đời. Hãy để Thiên Chúa ngự qua, Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua hiện vinh. Họ sẽ được tặng ban nhiều ơn lành từ nơi Ngài, được hương ngàn hồng ân Thiên Chúa thường ban. Đó chính là dòng dõi những người cậy tin tìm nhan thánh Thiên Chúa Trời. Hãy để Thiên Chúa ngự qua, Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua hiện vinh. Này Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Đất trời vũ trụ, sinh vật các loài, thầy đều của Chúa. Địa cầu vũ hoàn, muôn vật cõi trần do Chúa tạo tác. Chúa đã xây nền, đắp mong địa cầu giữa chốn biên rộng. Chúa đã xây dựng trái đất trên ngàn sóng nước muôn trường. Này Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Ai người sẽ được bước vào thánh điện huy hoàng của Chúa? Ai người sẽ được vui mừng hãnh diện lên núi của Chúa? Đó chính là người đôi tay trong sạch, thánh khiết tâm hồn. Phú quý không mang, vinh hoa không cầu, tâm tư ngay lành. Này Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Chính họ sẽ được muôn ngàn phúc lành do Ngài thương ban. Với lòng ái từ, Chúa hằng đoái nhìn ban ơn giải thoát.
đây chính mưu duyệt các cháu con người biết kính tin Ngài. Đây chính dòng nòi những kẻ luôn tìm kiếm thánh nhân Ngài. Này Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng đế hiền vinh. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Nhật 4 mùa vọng 5A Thánh Vịnh 23. Tấn Đạt xin chào tất cả quý vị.